Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chia tay nhiều lắm, dài nhất chắc một năm. Lý do? Có liên quan tới bạn ấy cũ. Em ít bạn lắm, chỉ có 10 bạn thôi, mà bạn nó cũng chỉ có mình bạn là em thôi. Nhưng mà bạn đó là bạn gái cũ. Sao mà để cho có sự cố xảy ra, vậy trời? Bán cho em cái bao, cái chị nói lấy lại thường hay là lại tốt. Nói lấy cho em cái tốt nhất đi. Cái chị mới đưa em 3 cái, em hỏi bao nhiêu tiền? 6.000. Cái em mới đưa 6.000 mà em thấy hồi hộp quá, sao cái này có 6.000, không lẽ nó rẻ vậy hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Rồi, xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Bích Đông Nghi, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm nail ạ. Ê, Đông Nghi ở quận mấy? Dạ, quận 9 ạ. Rồi, mời em. Dạ, em là Đinh Quyết Chí. Năm nay em 26 tuổi và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em làm âm thanh tiền kỳ và hậu kỳ. Có làm sao chắc không? Dạ, dạ, làm sao men. À, nhưng mà là em đã từng làm những cái sản phẩm phim ảnh gì rồi? Là YouTube rồi điện ảnh. Đã làm phim gì rồi? Đó là Bố Già Web Drama. Ồ, vậy hả? Như vậy là chắc có lẽ là các bạn gặp nhau trong một cái môi trường nó có liên quan tới nghệ thuật. Dạ không ạ. Hai đứa quen nhau sao nè? Ngày xưa em có chơi với lại chị họ của anh Chí. Rồi chị họ dắt qua nhà thì em gặp được ảnh. Ấn tượng đầu tiên của em về Chí là như thế nào? Không có ấn tượng gì hết anh. Không có ấn tượng gì hết anh. Tại vì lúc đó ảnh đang có người yêu. Ồ, có nghĩa là gặp dạ. Người yêu ảnh ở trong nhà luôn hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Vô cảm luôn. Ôi, Chí chắc chắn gặp bé này cũng không có gì ấn tượng luôn đúng không? Vô cảm luôn. Dạ. Tại vì có bộ rồi. Có ấn tượng qua nhau mà không có để ý gì hết. Coi như mình đi qua mặt nhau chút xíu thôi. Nhưng mà thấy cô bé này cái nhan sắc cổ làm sao, có nhớ không? Dạ cũng không nhớ. Cái lúc mà em cua thì em cũng bị lộn người luôn á. Tao kể cho nghe coi làm sao. Lúc đó thì em với bạn gái em hồi còn đi học lớp 9 nó còn nhỏ quá. Cái nó chia tay. Rồi bà chị mới hỏi chị có con bé bạn. Bây giờ đến với nhau đi. Em cũng chưa biết nữa. Xong cái em mới nhắn tin đó là cho anh làm quen. Chờ hoài mà không thấy trả lời. Tối bữa đó bé nó mới qua nhà chơi. Cái hai chị em ở trong phòng nói chuyện với nhau, em ngồi ở ngoài em nghe. Hồi trưa nay có thằng chó nào nó khùng khùng, nó nhắn tin cho nghe vậy nè. Em giận quá cái em xách xe em đi chơi net. Thôi em sao lại không biết ông này đúng không? Dạ đúng rồi, em không biết. Mà nhắn sao mà em quạo dữ vậy? Cho anh làm quen nha, mà em chưa trả lời nữa thì ảnh nhắn thêm tin. Nếu không được thì thôi khỏi trả lời. Cái em mới nói là tự nhiên người gì đâu mà kỳ cục, chưa trả lời anh đi nói vậy. Cái em mới qua em kể cho chị ảnh nghe. Xong cái mới xem số điện thoại, cái mới nói là đây là chồng của em á. Mới... Là của Chí. Em có thấy là em bị hớ không? Dạ có thấy hớ. Xong cái em mới thấy có lỗi á, kiểu mình chửi anh đó là chó vậy á. Cái em mới nhắn tin gọi điện mà không bất mắn. Chảnh. Còn Chí có nhận được tin không? Dạ có. Lúc đó thì hơi sốc quá cho nên là cũng không muốn trả lời cho lắm. Nhưng mà lúc đó chưa có bồ mà trả lời luôn. À lúc đó là chia tay bạn gái cũ. Dạ, rồi, dạ đúng rồi. Sao trả lời sao nè? Mấy xin lỗi quá trời. Thì lỡ rồi. Mà mình dưỡng chưa biết mặt luôn nha. Nhưng mà bữa sau mình gặp rồi mình mới biết mặt hết chết rồi, lộn rồi. Nhưng mà lỡ rồi thôi theo luôn. Ủa lộn là sao? Có nghĩa là bạn của chị qua chơi rất là nhiều. Là em cứ tưởng là mấy cái bạn dạ, kia. Dạ dạ đúng chứ rồi. Chứ nghĩ là bạn này. Dạ. Đúng không? Cuối cùng lòi ra là bả. Rồi sau đó là ai là chủ động coi như là hẹn hò đi chơi với nhau? Là ảnh á. Em cua là em muốn có bồ thật hay là em muốn kiểu mà giống như là trẻ trâu muốn có bạn gái chơi cho vui thôi? Dạ thì lúc đó còn nhỏ quá. Bé này lớp 9 nhưng mà Chí là lớp 10 đúng không? Dạ. Cua dính không? Dạ dễ, dạ dễ. Coi như là xong cái buổi tối bữa đó là coi như là chính thức quen nhau rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà hai gia đình đồng lòng không? Dạ, gia đình cũng không có thích quen nhỏ quá. Cho nên là cũng đưa bạn này từ thành phố Hồ Chí Minh về tuốt với Củ Chi ở. Gặp nhau khó lắm, tuần gặp lần hay là hai tuần mới gặp lần. Tức là hốt bé này về tuốt với Củ Chi luôn. Không muốn là cho hai đứa gặp nhau đó đúng không? Dạ. Nhưng mà em nhớ có một lần hơi bị liều lĩnh. Bé này xin ba mẹ là qua nhà bạn chơi ở dưới để đi sinh nhật. Xong rồi bữa đó là tối 11, 12 giờ nhà bé nó đóng cửa rồi. Xong cái giờ không biết phải ra làm như thế nào hết.
cái leo ra ban công, cái em dựng chống đứng xe lên, đứng lên xe rồi bé từ trên ban công thò dò xong đứng trên cái tay xong rồi bước xuống từ từ rồi đi chơi luôn. Trời ơi, nó quen nhau mà giống như Spiderman vậy chị. Romeo Juliet mà thời nay. Thương quá, rồi bữa đó có bị trật khớp tay không? Hên quá, bữa đó đứa nào cũng như con nhái cho nó nhẹ hòm. Rồi lúc mà đi về còn sao leo lên được? Không, đi Sài Gòn đi xuyên suốt luôn, đi hết xăng luôn, xong rồi tới sáng rồi nhà của bạn của bé này dậy thì mới đi vô nhà thôi. Nhưng mà vô nhà có ba mẹ có biết không? Dạ không ạ. Ai mở cửa? Dạ người nhà mở sẵn rồi, cái em lén vô. Trời ơi, lúc đó chắc chạy nhanh lắm đúng không? Bữa nay ông bà ba mẹ mới biết nè. Lúc đó Nghi có sợ không Nghi? Cũng không, tại vì anh này là quen với dòng họ của chị nữa nên là mình cũng yên tâm. Nhưng mà hai đứa nè, đi về đói bụng á, tiền đâu ăn nè, khát nước rồi tiền đâu mà uống nè. Nhịn hết đó chị, nhịn hết đó chị. À nhưng mà lúc đó là nắm tay nắm chân chưa? Dạ rồi, nắm tay thôi. Rồi ổng có tỏ tình, ổng nói những cái lời nó ngọt ngào không? Dạ không đâu. Vậy sao chấp nhận, sao chịu ổng? Thì cô không biết nữa. Rồi sao rồi cứ xuyên suốt vậy luôn, có trục trặc, có chia tay chia chân lần nào không? Dạ chia tay nhiều lắm, dài nhất chắc một năm. Lý do? Có liên quan tới bạn ấy cũ. Kiểu đi học cái đi chung với bạn ấy cũ, cái em thấy rồi em chia tay thôi. Tại đó kiểu cũng con nít mà. Dạ. Ủa sao lại đi chung với bạn gái cũ? Em ít bạn lắm, chỉ có một người bạn thôi, mà bạn nó cũng chỉ có mình bạn là em thôi. Nhưng mà bạn đó là bạn gái cũ. Dạ đúng rồi. Mà em cũng ít người mà cũng lạ lùng ha. Có mỗi một người bạn gái mới với một người bạn gái cũ. Ủa nhưng mà điều gì khiến cho các bạn quay trở lại? Vẫn còn tình cảm á anh. Ai là người chủ động? Chồng em. Bữa đó là cũng nghỉ học rồi đi làm rồi. Bữa đó mới về lại Sài Gòn chơi xong cái bạn mới kêu. Tôi nhớ hồi đó có quen con bé gì mà bây giờ kêu ra đi, cái bạn mới nhắn tin kêu về mà bé này đang đi sinh nhật mà nó bỏ sinh nhật nó đi về luôn, mới thấy nó còn tình cảm mình cái mình tiếp tục luôn là tới bây giờ luôn. Có thời gian nào hai đứa phải yêu xa không? Dạ lúc nào cũng yêu xa. Sao vậy? Là một bữa củ chi nữa ở Sài Gòn. Dạ rồi em lại đi nghỉ vụ nữa. À đi nghỉ vụ là yêu xa chắc chắn rồi đó. 2 năm nghỉ vụ đúng không? Ở trong quân đội đó thì là cô ấy có đến thăm không? Dạ có, đều đặn thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà lúc đó em mới sợ là bé này ở ngoài có người khác cua không? Đó. Dạ cũng có, nhưng mà em vẫn không có quen, cũng không nói chuyện luôn. Rồi đi 2 năm ra quân và bắt đầu là cưới liền hả? Dạ không, ra quân thì như là 3 năm sau mới cưới. Cưới là hai bao nhiêu năm? Cưới quá sớm, tại vì là mới có mấy tuổi, 24 tuổi. Dạ không, mới cưới năm ngoái hả? Ồ vậy? Cũng vẫn sớm, mới 23 thôi. Sớm quá. Sao cưới sớm vậy? Bác sĩ bao cưới. Sao mà để cho có sự cố xảy ra vậy chứ? Thì chồng em á là hai đứa trước hôn nhân là có làm chiến đấu. Xong rồi chồng em mới đi ra hiệu thuốc mua. Em đi vòng vòng mấy cái hiệu bán đặc trưng của cái đó thì em dạo hoài không dám vô. Thôi vô tiệm thuốc mà em cũng dạo từ 7 giờ tới 8 giờ mấy em mới vô á. Em nói bán cho em cái bao, cái chị nói lấy lại thường hay là lại tốt, nói lấy cho em cái tốt nhất đi. Cái chị mới đưa em 3 cái, em hỏi bao nhiêu tiền? 6.000. Cái em mới đưa 6.000 mà em thấy hồi hộp quá, sao cái này có 6.000 không lẽ nó rẻ vậy hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi lủng luôn. Dạ. Lại tốt gì mà lủng kỳ vậy? Tại 3 cái 6.000. Cái ngày nữa ổng quân đội nữa, coi như trong kia ổng tập bắn dữ lắm. Mà tối đó xài hết 3 cái không? Dạ không xài, không có chuyên nghiệp. Em còn quá trẻ và khi em biết tin là em có bầu thì lúc đó cái cảm giác của em nó như thế nào? Kiểu cũng hoang mang lắm, tại vì em còn chưa có sự nghiệp gì mấy. Với gia đình thì sao? Gia đình thì lúc đó chưa có nói, hai đứa vẫn im lặng thôi. Rồi bao lâu mới báo cho gia đình biết? Như là một tuần sau á mới kêu gia đình hai bên ăn cơm với nhau thôi. Dạ xong thì lúc đang ăn cơm cái ảnh nói ra thì cả nhà hết ăn luôn. Em mới nói giờ bố có cháu nội giờ tính sao? Ba giỡn hoài còn nhỏ xíu xíu nít nôi đẻ đúng gì đây. Cái mới kêu giờ có rồi phải cưới gấp thôi. Kêu mọi người đứng hình luôn. Bỏ đùa. Dạ. Rồi xong cuối cùng sao, nhưng mà thì mọi người giải quyết như thế nào? Hai đứa nó tự lập hết rồi, cho nên là chuyện mà cha mẹ phải nhúng tay vô nó cũng không có phải là vấn đề mà nghiêm trọng quá. Rồi tự đi học đạo, rồi tự xin ký, rồi đăng ký kết hôn, rồi tự làm hết. Con được mấy tháng rồi con? Dạ 19 tháng. Trai gái? Dạ anh trai. Tới tuần kia đi, đại hội vạch mặt á. Đồng chí Quyết Chí có nhiều tật xấu không? Có, cũng nhiều lắm chị. Làm biến. Rồi bày hày nữa chứ.
ngày nhắn tin với gái. Wow. Là trời. Mà có bị bắt gặp những cái tin nhắn mùi mẫn gì không? Dạ có một lần. Wow. Lúc đó là em giận quá thì em đòi bỏ nhà đi. Lúc đó là em bé mấy tháng? Đó là em đang có em bé. À. Chưa có sanh bé ra, bầu 7 tháng. Nghi á, phát hiện cái tin nhắn là cái chi tiết tin nhắn là cái gì? Thì lần đó ảnh đi với đối tác á, cái xong cái em ở nhà em lo sao thấy chưa về nữa. Em mới nhập vô Zalo của ảnh, em nhập bát vô thì vô tình là vô được. Thì em mới thấy tin nhắn là em nè, thì lúc đó em mới ghen lên. Nhưng mà em không biết là nói gì trong tin nhắn đó thôi, chỉ thấy là cái tên là em nè thôi. Xong rồi em mới gọi ảnh quá trời luôn. Thì ảnh không bắt máy, rồi cái em mới đùng em đòi bỏ nhà đi. Rồi anh giải thích làm sao? Đồng chí đi đâu? Đi đối tác đó, cho nên là không có tránh khỏi mấy cái vấn đề đó. À, đối tác là em nè. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn hay nhắn tin cho gái không? Chỉ là nhắn tin cho gái chơi game thôi. Mà chấp nhận luôn hả? Xong chơi game với con trai mà mắc gì phải chơi game với con gái? Tại vì mấy nhỏ thích mình thì mình chơi thôi, chứ em cũng suy nghĩ gì sâu xa lắm đâu. Dạ à, không? Nó chỉ giới hạn là game thôi. Con trai sao nó không thích mình? Tại vì mình không thích nó. Trời ơi, gặp vậy là nhân vợ của Chí hiền quá. Chứ gặp chị là chị không chịu á. Như cuộc đời em ít bạn lắm, em chưa có. Em như con nhỏ bé người yêu mới với bé người yêu cũ. Hả? À, bây giờ còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ không. Nói mong muốn luôn đi. Ít chơi game lại, kiểu quan tâm vợ hơn. Vợ kêu sẽ nghe. Dạ chỉ nhiêu đó thôi ạ. Có làm được không? Dạ được. Rồi bây giờ tôi quyết chí đó. Cô ấy có những tật xấu gì? Nghi thì nóng tính lắm. Nhưng là cái nồi chảo dầu vậy đó. Ví dụ giống như là mình đi đâu đó mà điện thoại hết pin, cô này lại không tin là mình hết pin. Xong là về là hả, quần áo là xếp sẵn hết rồi. Xong rồi ly dị rồi các kiểu là làm cứ giờ 1, 2, 3 cái là bùng vậy, chứ không có nghe giải thích hay cái gì hết á. Dạ rất là nhiều lần. Hỏi có la làng chửi lói không? Dạ không, vợ em im lặng lắm. Chỉ có nóng bùng bên trong đùng cái là bể vậy chứ. Lửa ngầm đúng không? Nhưng mà có bao giờ viết đơn chưa? Nói bằng miệng thôi, nhưng mà em viết. Em viết hả? Chồng viết đơn là viết đi cho bỏ ghét hả? Dạ, giờ làm nhiều lần quá mà mình không cải thiện được cái vấn đề đó là mình đi viết luôn. Mà cái đợt đó có đứa nào ký không? Chỉ cũng biết rồi. Đứa nói đứa viết mà dễ gì ký. Đưa ra một cái là bắt đầu run rẩy liền, run tay liền. Tôi đó, dạ tôi đưa cái tôi viết vô giáo tôi không ký. còn xấu gì nữa không? Làm xiên hay làm biếng? Làm sạch hay làm dơ? Ở nhà mấy cái việc đó em làm hết mà sao nó kêu mới dơ ta? Ồ vậy hả? Dạ, giặt giũ rồi quét nhà, lau nhà, chăm con rồi đút con ăn rồi này nọ, cái kiểu em làm hết. Ủa chị làm hết luôn à? Dạ. Ủa vậy cuối cùng bà có làm gì không? Bà làm đẹp. Tại vì dạ em kiếm tiền lắm cho nên là đang mang bầu á, cái xin em mở cái tiệm ở nhà đi. Mở tiệm ở nhà ra là làm suốt cho nên mấy vấn đề em làm hết. Rồi giờ mong muốn đi thay đổi điều gì chứ? Em chỉ muốn là cái miệng bớt hổn thôi. Đâu ba hổn sao nó nghe coi. Trời đất ơi, ba xả ra một cái rồi ta nói hả? Ví dụ xả ba lôi nguyên dòng họ rồi này nọ các kiểu rồi ba xả là. Đây là mỗi lần mà em đi đâu chơi với bạn là phải video call. Đó mở ra ngoài, cái bạn mỗi lần gặp nó là ghẹo hoài. Mày nhắm mày về được không? Không thôi để tôi qua đó tao lôi cái đầu mày về. Vậy xả luôn á? Dạ, ba xả nhưng, ghê lắm. Nhưng mà là trước mặt bạn luôn hả? Dạ. Mà thiệt chứ không có giỡn đúng không? Dạ thiệt. Cái đó là thật xấu đó nghe. Là do ghen, đó là thật xấu đó. Do bực bội là tại đi uống với bạn hay là như thế nào? Do bực á, chị đi trễ quá không về, cái em cũng lo. Trễ là tới mấy giờ? 11, 12 giờ rồi. Vậy là chưa trễ đâu, lố qua 12 giờ mới là trễ. Nhưng mà mỗi lần á bị xả như vậy á, cái cảm giác của Chí nó như thế nào? Cái chuyện mà vợ mình xả vợ nó không phải là gì ghê gớm nó đâu, cho nên là bình thường à. Bạn bè nó hiểu mình thì nó chơi tiếp. Có cảm thấy bị mắc cỡ không? Dạ không, thấy bình thường. Vợ, gia đình là trên hết. Nghi còn có cái tật xấu gì mà hơn tật đó nữa không? Không, mọi thứ hoàn hảo rồi. Dạ. Là chị có không kềm được cái cảm xúc. Bây giờ sẵn đây chị nói cái mong muốn bả thay đổi gì luôn đi. Em chỉ muốn là vợ em hiền lành một chút xíu, hiểu chuyện. Cái gì cũng vậy, dừng lại, suy nghĩ, suy ngẫm lại. Chứ không phải cái gì cũng sổ ra. Rồi mấy cái đó sau này nó không thể nào mà vơi đi được. Kiểu như vậy. Kiểu như là nó cứ ứ lại trong người. Mình làm không quá đáng như những gì mà người ta nói. Mà người ta tự suy diễn ra. Chị thấy như vậy nè. Cũng có những cái cặp vợ chồng á, người ta muốn được chia sẻ. Cái gì là phải nói ra. Nói liền không có để bụng. Nhưng mà chia sẻ ở như thế nào lại là một cả một nghệ thuật. Dạ. Cái xả của Nghi không phải là sai, nhưng mà nó chưa đúng. Mình bực hay gì mình cứ nói: anh sao giờ này anh chưa về, anh có biết là 11, 12 giờ em lo lắm không? Nó khác. Đúng không? Làm chỉ giật mình liền chứ ta. Vậy là mình sai quá. Đó. Đúng không? Chứ còn á, khi mà Nghi xả theo kiểu đó thì Nghi sẽ xả được cái bực tức trong người của Nghi. Nhưng mà cái cảm xúc của Chí nó sẽ lắng lại. Nó cứ như là nước mà lóng phèn á.
thời gian lâu cái phèn cái nước đục nó nhiều lên, thì đến một lúc nào đó nguyên cái lu đó cái nước trong nó hết luôn. Nghe hiểu không? Tại vì tuổi của tụi em còn rất nhỏ cho nên là chưa đủ chín chắn. Nhưng rồi thì Nghi cũng sẽ hoàn thiện mình dần, thay đổi dần dần. Bắt đầu tính từ hôm nay nha, những cái gì trước đó phèn mà nó lóng lại rồi có nhiêu xả hết, bỏ, hiểu không? Không có lóng lại nữa, bỏ hết đi. Thì Nghi bắt đầu thay đổi từ bữa nay nghe. Dạ. Cứ xả ra đi, không cần ấy, nhưng mà xả một những cái lời lẽ nó mỹ miều hơn, nó khổ nhục kế hơn, nó đắc nhân tâm hơn là ăn. Ok, rồi nha, cảm ơn hai em. Tối ngủ nha, anh cho em mượn điện thoại, cầm coi điện thoại lướt, thấy cái cô nào mà thấy mà xinh xà hỏi, ủa ai vậy anh? Ủa bạn hả? Bạn làm gì? Ở đâu? Ở đây? Ủa sao like hình nhiều như vậy? Dạ. Là đưa vô danh sách chặn liền. Bấm vô nút like là tìm những cái là vô danh sách chặn liền. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Mời hai em tháo cái cúc áo ra cho thoải mái nào. Rồi ngồi đi cưng. Rồi rất vui khi gặp hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi mà hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chú Quốc Thịnh và cô Hồng Vân. Dạ em tên là Lê Minh Quốc Thắng, nghề nghiệp của em đang là kiến trúc sư. Em đang ở Lê Văn Sĩ, quận 3. Chào Thắng. Thắng nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 31 tuổi. Dạ em chào chú Quốc Thịnh, chào Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Phương Đông, sinh năm 93. Công việc của em là bán trang sức. Bây giờ không biết là hai đứa coi như là cái chuyện tình của hai đứa như thế nào ta? Dễ mà kiến trúc sư đi mua đồ trang sức. Đúng rồi. Kiến trúc sư này là một người con có hiếu với mẹ. Thế là đến ngày sinh nhật mẹ đi mua một món quà tặng mẹ và quyết định đi mua một chiếc nhẫn hay là một cái đôi bông gì đó. Và tới tiệm trang sức thấy cô bán trang sức dễ thương quá. Cua luôn, đúng không? Dạ không. Bởi vì nó thôi em thôi đừng, em làm ông mụ thôi. Sao bà bè đừng có làm bà thầy. Rồi sao bà bè thêm ghê á. Thôi hai đứa tự nói đi. Hai đứa gặp nhau làm sao? Cơ duyên làm hai đứa quen nhau vậy? Dạ thì hồi đó tụi em đi học á, học chung cấp 3 mà không có biết nhau. Xong rồi lên tới Sài Gòn rồi thấy bạn bè Facebook như chung nhiều á. Rồi anh mới kết bạn Facebook với em, xong rồi mới nói chuyện. Xong rồi hẹn hai đứa đi uống cà phê. Ủa nhưng mà hai đứa là quê đâu? Dạ cùng quê với Tiền Giang luôn. Dạ. Học cấp 3 nhưng mà là không học chung lớp. Dạ đúng rồi. Mà không có biết nhau luôn. Dạ không biết nhau luôn. Rồi tới chừng kết bạn Facebook thì mới biết là đã từng học chung cấp 3 với nhau. Dạ. Đúng rồi. Sau này là bao nhiêu lâu thì mới kết bạn Facebook? Chắc cũng lâu á, tại vì em lên đây học rồi. 5 năm sau. 5 năm sau là học đại học rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc là học năm 2 rồi đó. Dạ. Kết bạn Facebook mới phát hiện là coi như là bạn cùng trường. Dạ đúng rồi. Dạ, ngày xưa là vợ em á là nhà ở bên kia sông. Là còn em nhà em là ở thị trấn. Xong rồi cái vợ em là phải là đi sang phải qua bên thị trấn để ở trọ để đi học á. Dạ. Rồi xong rồi là cái nhà trọ đó cách nhà em một căn nhà luôn. Dạ kế bên gần lắm luôn á. Dạ mà hai người không biết nhau. Không biết nhau luôn. Dạ em có nhớ là lúc đó là lúc đó em học lớp 11. Xong rồi em ra phía sau nhà, tại phía sau nhà em là có con sông. Dạ rồi em thấy vợ em đây này tắm sông, nhảy y đùng luôn. Trời ơi, nó mặc đồ gì tắm sông? Cấp 2 đúng không? Lúc đó là cấp 3. Dạ cấp 3. Em học lớp 10, em học lớp 11. Rồi cấp 3 mà nhảy y đùng luôn vậy đó. Dạ tại cái sông lớn lắm. Là đồ bộ, mặc đồ bộ hay đồ tắm? Dạ đồ bộ thôi. Đồ bộ mà mặc đồ tắm. Vậy là hai đứa này là anh đứng bên kia sông chờ trong mũ u em mau chín. Anh là mũ u em chín chưa? Đó, dạ. Rồi tới chín rồi mới kết bạn Facebook. Cũng dạ, không chưa rồi. Chưa kết luôn. Dạ chưa. Lên tới đây năm năm sau dạ, rồi dạ. Mới gặp nhau mới kết bạn Facebook rồi dạ. Mới gặp nhau rồi mới khui lần ra thì mới dạ, biết dạ. Là mới nhớ lại dạ. Nhau như vậy học chung nhau ra làm sao đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà ai kết bạn Facebook ai trước? Dạ ảnh kết bạn em chứ. Ủa tại sao lý do gì kết bạn Facebook? Chắc là kết dạo đúng không? Dạ chắc kết dạo. Em nào đẹp rồi vô kết hết. Dạ. Hay là có cái vụ mà kết cùng quê không ta? Cứ hả An Giang thấy An Giang đúng rồi. Facebook nhau hả? Anh Thuận cũng vậy đó. Ai mà dạ không, tại học chung trường á nên bạn bè chung nhiều. Dạ. Nghĩa là hai đứa sau khi lúc mà lên học đại học là lại chung trường với nhau luôn. Dạ không. Học chung trường dưới quê á có bạn bè chung. Hiểu rồi. Nó hiện lên á là học chung trường. Dạ.
Nhưng mà thật ra là chắc là cô thấy cô này dễ thương nên là kết đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Chứ cũng không có nhớ là học cùng quê. Dạ. Đúng không? Rồi sao nè, khi nè rồi lần đầu tiên mà hẹn ẻm đi uống cà phê, đi chơi là sau khi kết bạn Facebook được bao nhiêu lâu? Dạ, sau khi kết bạn Facebook chắc cũng khoảng mấy tháng sau, 1-2 tháng gì đó. Dạ, 1-2 tháng. Nhưng mà ổng kết bạn là Phương Đông là chấp nhận liền hay là... Dạ, để... tại thấy bạn chung nhiều thì chắc cứ nghĩ là bạn bè cùng nhau, chung với nhau. Nhưng mà vô xem Facebook của anh ấy thì... Dạ, thấy quen quen thôi. Rồi khi nào thì tính là lúc mà hai bạn là làm bạn trên Facebook thì đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức gặp mặt nhau ở ngoài đời? Dạ cũng mấy tháng á. Mấy tháng sau là sao, đúng không? Hai sao là chồng rủ vợ đi uống cà phê à? Hay sao? Dạ dạ. Rồi bữa đó làm sao nè, gặp nhau ở ngoài đời sao? Uống cà phê dạ. Rồi nói chuyện gì nè? Mấy điểm? Bây giờ thang điểm là 10 thì giờ thắng nhìn cô ấy ở ngoài đời mấy điểm? Dạ 8 điểm. Trời ơi. Dạ. Là dữ lắm đó nghe. Dạ. Thắng còn nhớ là cái vóc dáng của Phương Đông cái thời đó như thế nào không? Dạ 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 nhớ. Đồng dạ tả cho anh hình dung. Dạ mà vóc dáng hồi xưa là ốm hơn bây giờ khoảng 5 kg. Dạ lại lúc đó là người thon gọn nhìn đẹp lắm, như người mẫu. Dạ người mẫu ảnh gì đó. Dạ. Dạ còn ảnh thì sao Phương Đông có nhớ lúc đó? Dạ ảnh thêm bây giờ y hệt vậy à, không khác gì nhiều. Mà ảnh thì lúc đó em thấy cũng bình thường à, chứ em cũng không ấn tượng nữa. Dạ xong rồi cái mấy chị nói chuyện này kia nhiều. Đầu tiên hai đứa gọi là chính thức là gọi là biết nhau như hai người yêu nhau đi chơi không? Dạ dạ nhớ. Đâu, là kỷ niệm nào? Dạ lần đó là làm em với vợ em với mấy người bạn đi Vũng Tàu. Dạ dạ xong rồi cô này ngồi phía sau rồi nè, cái nói là anh dám về nhà mà nói chuyện với ba em không? Ba em khó lắm á. Dạ anh cũng chém gió lắm. Dạ dạ đúng rồi, tại vì á đó giờ mà em hỏi người con trai nào á là ai cũng đều lắc đầu hết trơn á, tại vì ba em là người rất khó, ai cũng biết gia đình em khó. Cả ảnh thì anh nói là có gì đâu, thì về nói chuyện bình thường thôi chứ đâu có gì đâu mà sợ. Đi Vũng Tàu xong về bao lâu thì Thắng mới tỏ tình mà là chính thức mới là người yêu của nhau? Chắc cũng lâu á, tụi em còn đi chơi bên cổng sao quận 7 á. Dạ làm bao lâu? Xong mấy rồi... tháng hay mấy năm? Dạ cũng mấy tháng à, xong rồi dạ mới đi chơi rồi nói chuyện nhau này kia gì thôi. Cái lần tỏ tình đó ổng có lãng mạn không? Dạ không, ông này ổng không có lãng mạn nhiều. Dạ chứ cái tỏ tình đó ổng thể hiện sao? Thì nói là cảm giác như hai đứa mình hợp vậy đó, mình thấy vậy mình hợp với mình quen nhau đi. Dạ không tỏ tình vậy thôi đâu. Dạ vậy thôi đó. Dạ hai đứa chơi nhau thì rồi có hay gây lộn rồi hay cãi nhau được không? Dạ không, ảnh chiều em lắm. Vậy hả? Dạ trong lúc yêu là không có cãi nhau cái gì. Dạ đúng rồi. Thí dụ như mỗi lần mà Phương Đông giận lên thì ảnh làm gì để cho Phương Đông hết em giận? Em giận luôn, là mấy vỗ mà ảnh chọc em giận á, cái em giận luôn, không thèm nói chuyện luôn. Cái bây giờ em nói là bây giờ em giận hết giận dễ lắm. Một là chuyển khoản cho em, hai là mua quà tặng em đi. Đó, em mỗi lần mà dạ đúng rồi, mỗi lần mà bởi vậy để cho lần sau đừng chọc em giận nữa. Dạ mà đó. Chuyển nhiều không? Dạ thì ảnh mua quà thôi à, em đâu biết nhiều đâu. Ảnh cứ mua quà cho em rồi để đó, rồi em nói là lần sau mà anh còn chọc em giận nữa là phải mua quà nhiều hơn nữa. Dạ có chuyển khoản lần nào chưa? Dạ có đó. Nhiều lần chuyển nhiều em cũng không nhớ. Nói cái lần mà nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Em không nhớ nhưng mà chắc mấy triệu thôi à. Mấy triệu. Dạ mấy triệu được rồi, tại nó có hồi sinh viên mà. Dạ nhưng mà theo Thắng thì giữa cái mua quà và cái chuyển khoản thì cái nào nó nặng đô hơn? Dạ chuyển khoản nặng đô hơn. Quà tại vì món quà. Dạ chỉ cần nó đẹp là được rồi. Dạ em mua quà, em mua mấy cái quần áo á, em mua mấy trăm ngàn, cái em về em chém gió với con này, nó là mua gần cái triệu bạc vậy đó. Không biết rằng là khi mà anh về á thì ba của Phương Đông nói gì về anh? Thì ba em thì nói em á là con nên chọn chồng á, là con nên chọn chồng người có tài hơn là người có của. Dạ ba em nói em vậy, em nhớ ba hay ha. Dạ tức là đáng nghĩa là có tài hơn là có sắc, còn đó lại là có tài hơn là có của. Đúng tại rồi. Vì có tài sẽ làm ra của. Đúng rồi của. Dạ không mà sắc chưa chắc làm ra của. Dạ đó. Ủa nhưng mà là đánh giá như thế nào về Thắng? Ba em không có không hỏi là nói em sao á. Còn Thắng thì sao khi mà cái lúc mà gặp ba đó? Dạ gặp ba vợ tương lai áp lực đó là sao?
Ba có hỏi là nói giờ quen con gái bác vậy đó, rồi giờ con tính sao? Dạ, rồi xong cái cầu tính sao của phụ huynh dạ, mệt lắm á. Dạ, mệt lắm. Dạ. Rồi em trả lời sao? Dạ em trả lời là nói là nó dạ con cũng đang cố gắng từng ngày để phát triển lên. Dạ, là tuy giờ con chưa có gì hết nhưng mà con vẫn đang cố gắng. Dạ. Trong cái lúc mà thắng vô gặp ba đó thì ngoài chắc Phương Đông chắc hồi hộp lắm đúng không? Dạ không, em thấy bình thường. Bình thường. Dạ. Yeah. Ờ, nhưng mà sau đó thì bắt đầu là tình cảm của hai đứa kháng khít hơn. Dạ yeah, đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi xong rồi tới lúc mà gần Tết á, thì bên em gần Tết thì em có về quê chơi, xong rồi cái em đi tới sớm, cái người ta cũng thích em, cái người ta cũng nói với mẹ em là người ta muốn làm ai em cho chỗ này chỗ kia. Xong rồi mẹ em cứ gọi điện cho em nói hoài, cái em mới nói không, con không thích là con đâu có biết người ta đâu mà con quen tìm hiểu này kia. Con phải tìm hiểu trước rồi con mới biết được. Mẹ mới nói là thì chỗ này tao cũng biết mà, yên tâm. Nói không, con phải tìm hiểu này kia. Rồi xong rồi em mới kể cho anh này nghe. Em này mới nói là mùng 6 người ta sẽ xuống, người ta coi mắt em. Thí dụ như anh có thể xuống sớm không, hay là anh xuống nói chuyện với gia đình em, kêu ba mẹ anh xuống nói chuyện với gia đình em thì được hơn. Xong rồi anh này mới về nói gia đình, rồi mùng 2 mới xuống. Mùng 2 xuống thì cái mẹ em mới nói là thôi xuống hai ba người thì kỳ quá, nên mẹ em mới hỏi lại cái chỗ kia. Mỗi cái chỗ ngày 6, mùng 6 đó. Dạ đúng rồi. Anh nói em mới nói ông này hoài, nói anh mà mùng 7 xuống là mất vợ rồi. Dạ. Ủa, nhưng mà là mùng 2 tháng mấy hay là mùng 2 Tết? Dạ mùng 2 Tết. Trời ơi, mùng 2 Tết đi hỏi vợ á. Dạ. Đúng nghĩa là đồng xuân hỏi vợ á. Dạ. Hỏi vợ đầu năm. Dạ. Dạ. Hay quá. Dạ, tháng 6 là làm cưới. Đáng lý là tháng 6 làm cưới, nhưng mà mẹ em mất trước đám cưới của em một tuần lễ, rồi xong rồi mới về qua tháng 7. Ôi, dạ, là, dạ. Là trong năm đó luôn á hả? Dạ đúng rồi. Ôi, wow, tức là mẹ bệnh hả sao? Dạ đúng rồi, mẹ em bệnh. Trời. Dạ. Lâu là cách đây là mấy năm rồi? Dạ, năm 2018. 4 năm. Dạ. 4 năm. Ôi. Dạ. Coi như là các bạn quen nhau mà 5 năm thì mới cưới. Dạ. Đúng không? Dạ. Như vậy là chắc có lẽ là có rất là nhiều chuyện sau khi cưới đó. Bây giờ hỏi thẳng luôn nha. Dạ. Trong 5 năm đó thì mấy đứa có đi vượt quá giới hạn không, hay là để dành cho cái đêm tân hôn quý giá? Em thì nhà em khó lắm, nên là mấy chuyện đó em không có dám nhiều. Chính vì tại vì nãy có nói là ba khó nên anh Thuận mới hỏi. Anh Thuận mới hỏi cái điều đó, đó là giữ gìn cho cái đêm tân hôn. Đúng không? Cho đến ngày đám cưới luôn. Mà yêu là yêu tới 5 năm. Giữ gìn. Ồ, hai đứa này hay ghê. Mà Thắng là mối tình đầu của Đông luôn đúng không? Dạ không. Ngược lại thì cô gái có phải là mối tình đầu của Thắng không? Dạ cũng không luôn. Nhưng mà mấy đứa là có lần đầu trong cái đêm đồng phòng. Đúng không? Chồng thì kiến trúc sư mà vợ lại tẻ ngang lại mở tiệm vàng. Tại vì em cũng có nghề kim hoàn trước rồi á. Rồi ở dưới quê hả? Dạ không, mà đó em đi làm đi học này kia đó. Xong rồi mới về nói với gia đình là ba mở tiệm vàng để gia đình làm chung. Thì ba mới mở tiệm vàng ra là mấy chị em làm chung trong cái tiệm đó. Là ở trên này? Dạ đúng rồi. Hay là mở dưới? Ở trên này. Mở trên này? Dạ. Như cái người mà gọi là cầm chịch đó là ba. Dạ đúng rồi. Là ba. Nhưng mà cái ý tưởng là từ cô này. Tại vì cô này học học làm nghề làm vàng đúng không? Dạ. Hiểu rồi. Rồi hai đứa em bé chưa nè? Dạ có rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Có mấy đứa? Dạ một bé gái. Mấy tuổi rồi? Dạ 6 tháng. Ô, mới vậy là hả? Mới đây hả? Dạ mới đây thôi. Vậy là lấy nhau từ năm 2018. Dạ. Mà tới bây giờ mới có con. Dạ. Hai đứa là kế hoạch hay là sao? Em ban đầu 2 năm đầu kế hoạch, xong mà tự nhiên không dính được luôn. Rồi em đi bơm tinh trùng này kia cũng dính luôn. Xong rồi mới làm thụ tinh. Thụ tinh thì dính được luôn. Nhưng mà em bé khỏe mạnh hả em? Dạ đúng rồi. Rất khỏe nha em. Riêng chúc mừng cái đó rồi. Là trời ơi, em bé nó sàng lọc phô hết rồi. Cho nên là những bé nó khỏe lắm. Cái tốt đẹp của cha mẹ sướng lắm. Tinh túy nhất của cha mẹ. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà Thắng, cái lúc mà em biết được rằng là cái ca mà coi như là thủ tinh đó thành công đó thì cái cảm giác của em như thế nào? Dạ vui mừng lắm lắm chú. Khỏi Thắng á? Dạ. Thắng nó đang vui mừng đó. Dạ vui mừng. Dạ giờ muốn có nữa không?
Dạ, 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 vẫn muốn. Dạ. Vẫn muốn có nữa phải không? Dạ. Em một hồi em múa mỏ đi em. Em dạ, khai dạ. mỏ đi. Em chỉ khuyên đó là khỏi làm gì chứ. Ừ. Dạ. Một chút nữa đi, tôi chút cái dính liền. Dính luôn. Dạ. Múa mỏ quá rồi. Mà. Làm ông thầy bói thì dở mà ông mụ thì lại hay nha. Chút dạ. Nữa, mấy đứa coi chợ Son rồi biết rồi đúng không? Dạ. Dạ. Ừ. Có những ca căng lắm em ơi. Ừ. Không biết sao cái mỏ nó khai cái dính liền. Ừ. Thôi nói chung là thôi cũng không dám nói quá nhiều ha, nhưng mà hy vọng rằng là anh sẽ mang một cái lời chúc mà nó sẽ mang đến sự may mắn và cầu được ước thấy của hai vợ chồng. Dạ. Rồi thắng nhất đi. Đó. Dạ. Vợ mình có những điểm nào mà mình chưa vừa lòng? Đó. Có những tật xấu gì không? Dạ, vợ em thì em thấy là rất là hoàn hảo. Là nói chung là chỉ có một điểm duy nhất là nấu ăn chưa được ngon cho lắm. À. Nấu ăn chưa ngon phải không? Dạ. Phải không? Có ghen không? Dạ cũng hơi ghen. Hơi ghen. Hơi hả? Hơi là sao? Cái nào mà ghen mà theo em là hơi đâu? Dạ giống như là Linh là tối ngủ ha, cái anh cho em mượn điện thoại, cầm coi điện thoại lướt thấy em mà thấy cái cô nào mà thấy mà xinh vượt mức cho phép á, là hỏi ủa ai vậy anh? Nói nếu mà bạn rồi xong là nếu mà bạn á là hỏi ủa bạn hả, bạn làm gì ở đâu ở đây, ủa sao like hình nhiều như vậy? Dạ là đưa vô danh sách chặn liền. Dạ là coi như là mít lòng với người kia liền. Dạ bạn bè mà thấy gái là em không biết là ai hết mà em thấy gái mà bấm vô nút like là thúc tim nhiều cái là vô danh sách chặn liền. Sao tim được, làm sao mà có quyền tim? Bạn bè bình thường mà tim gì đúng không? Dạ đúng rồi. Chỗ mà bạn này làm có ai thích thầm ảnh không? Có, hồi đó là lúc mà đi làm á là có một cô đó làm chung. Làm chung rồi xong em đâu có biết gì đâu, tới hồi mà công ty rủ đi ăn ốc á, ổng mới gì ổng chở em đi chung với công ty, cái chị đó cứ ngồi nói chuyện với ổng hoài luôn. Nói chuyện với ổng hoài luôn mà em chào không thèm nhìn em luôn. Mà chị đó biết em là vợ của ảnh không? Biết luôn, mà cứ hai người cứ nói ổng thì nhìn em, mà chị đó thì cứ nhìn ổng nói chuyện với ổng hoài. Là mà gặp một người phụ nữ mà có cái nước dạ đúng rồi đó. Rồi mà cho nên là bắt chuyển công ty liền, đổi công ty đi làm công ty khác, không được làm công ty đó nữa. Mà chắc có lẽ là trên Facebook chắc cũng không còn bạn bè đâu đúng không? Dạ. Cũng kiến trúc sư giỏi thành ra chuyển công ty dễ dàng. Dạ. Đúng không? Dạ. Không có công ty này có công ty khác gì. Dạ đúng lý rồi. Lý do gì mà chị đó ngày hôm đó chị nói chuyện mà chị chỉ nhìn thắng đắm đuối vậy thắng? Nói chung là em cũng không biết luôn, không biết bạn nó có nhìn em luôn. Mà vợ em thì hay lắm, đứng nhìn xung quanh là nhìn láo lia vậy đó. Còn em thì em thấy là bình thường à. Dạ. Với lại chị Dân biết giờ chắc thắng nó không nhớ gì đâu. Tại lúc đó nó nhìn mắt vợ nó nhìn. Chắc không có tập trung nghe câu chuyện của bạn kia đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sợ cái bộ. Sợ lắm, cứ nhìn em hoài đang mà giống như là cầu cứu em vậy đó. Anh vô tội vậy đó. Shopping lì một ngày chắc chục đơn. Đó, thấy chưa, bạn nào cũng dính hết trơn á. Dạ. Cũng dính cái tầm coi như là 4G hết chứ. Dạ, dạ. Lên Facebook là TikTok là thấy gì đẹp là bấm chốc đơn. Đó, dạ. Thấy chưa. Dạ. Rồi sao, tính có nóng không? Có hay quọ với chồng không? Dạ, dạ, dạ không. Không, dạ. Rồi. Trong ba cái đó là em mong muốn vợ em sửa cái gì nhất? bớt mua sắm lại. Hay mà tôi nghĩ trong đầu liền tôi phải là bà hay bói quá ta. Tôi phải là bà bói mới đúng. Ôi thì... hay quá. Ừ. Rồi sao chị hay vậy con? Ừ. Chứ bây giờ là cái vụ chốt đơn đó là nhiều lắm. Bữa nay dạ. coi như là mấy tuần nay là dạ. mấy bà vợ làm gì? Bà vợ nào cũng bị bệnh gì. Dạ. Shopee ghi dạ. chốt đơn hết. Dạ. Ông chồng nào ông chồng nấy đều mong muốn là vợ bỏ bớt cái đó. Dạ. Tôi tưởng tượng bây giờ một tuần lễ mà thế giới này toàn cầu này tất cả các bạn internet đều bị ngưng lại thì không có bán online nữa thì các bà vợ sống sao ta? Em chết trước á, em chết trước tại em bán online. Không phải, thật ra bây giờ á mấy bà mua sắm online mà không có thích đi chợ, không thích đi mua online đâu. Đúng rồi, tại vì được quyền coi kỹ mà có quyền á mở banh ra coi nào thì khi nọ đúng không? So sánh này nọ rồi nữa. Coi như một tuần lễ mà không cho em mua sắm online làm chết trước hả? Dạ, không chứ em cũng bán online nữa. Bán vàng online à? Dạ đúng rồi. Rồi, hay quá. Rồi thôi bây giờ tới vợ đó.
Tật xấu thì ham con lắm, bắt em đẻ. Mà em là em chỉ không có muốn đẻ nữa. Mà mỗi lần mà đẻ thì ảnh, em hỏi ảnh là thức khuya nổi không, tại em đẻ xong là ảnh chăm không à. Em không có chăm con nhiều, em chỉ con em chỉ giữ tắm đó thôi à. Còn như chồng em với bà vú nuôi. Rồi nên là em không, em cảm giác như là mẹ em không được gần con vậy đó. Rồi cái ảnh cứ bắt em đẻ, cứ thử thủy lỗ tai em kêu em đẻ tiếp nữa đi. Dạ đúng rồi. Đó mà em thì lại không muốn đẻ. Vậy hả? Vậy là nãy giờ là chị có chồng mong ông mụ chút thôi đúng không? Vợ có mong không? Dạ không, em muốn đẻ. Thôi, thôi, cái ca này à. Cái ca này nó cũng niễn niễn á. Thôi trở thành niễn niễn. Thôi giờ hẹn đi nghe. Lúc nào mà hai vợ chồng thỏa thuận mà tới nó rồi đó, tới rồi đó, tới lúc rồi đó, cần đẻ thì nhắn tin Facebook cho anh. Hoặc gọi điện cho anh Trúc online. Dạ. Mẹ bán online của anh Trúc online. Dạ. Có ép gì nữa không? Không, không ép gì em nhiều. Nói chung là chiều em với lắm. Ép ăn. Em bây giờ tiêu chí của em là giảm cân. Mà buổi chiều là em không ăn. Thấy em buổi chiều không ăn mà thấy em mệt mệt cái là đi mua đồ ăn, đặt đồ ăn về ăn. Mà đồ ăn trước mặt là phải ăn. Dạ đúng rồi. Bởi vậy khó giảm cân là như vậy. Mà có ép đi chơi không? Dạ không, đi chơi em ngủ đi không mà, chứ không là anh không thích đi chơi. Không thích đi chơi. Đi làm xong là về nhà chơi với vợ con. Dạ đúng rồi. Em kêu là ẵm con đi chơi luôn đi, ảnh không chịu. Không anh nói con hả? Mê con không. Nhưng mà con em là 2 tuổi phải không? Dạ 6 tháng. 6 tháng. Chưa đâu, đến bảo đảm với em nè, đến 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi là gọi là ghiền đi chơi luôn á. Dạ. Hồi nó đòi đi chơi là phải đi đó à. Dạ. Mà gặp cái dân mà ghiền con nữa, kêu đi đâu đi đó à. Dạ. Rồi sao nè, có nóng tính không? Dạ thì cũng hơi cọc tính, nhưng mà em thì ảnh thì khoái ngọt, nên là mỗi lần mà có chuyện gì lên là em nói chuyện ngọt cái là ảnh làm hết. Là siêu liền. Dạ siêu liền. Em mong ước ổng thay đổi gì không? Thay đổi là sao ta đừng bắt em đẻ thôi. Chứ chiều em lắm, hồi lúc mà em làm vậy nè là tối lên là ảnh chuẩn bị đồ ăn đồ uống này kia xong hết, em chỉ việc ngồi vô mang thôi. Dạ rồi á, lúc mà có bầu á là em cũng không có làm gì hết. Không giặt đồ không lấy được, tại vì 3 tháng đầu bị ngán á. Rồi anh nói là thôi một lần ngán này thôi là từ nay về sau em khỏi cần đụng đảo gì hết. Ăn cơm xong anh cũng rửa chén luôn, anh làm hết luôn. Dạ. Nhưng mà bé con là bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Bé gái hả? Dạ. Em là con thứ mấy trong gia đình? Dạ em là con đầu tiên. Xong con trưởng? Dạ con trưởng. Dạ. Mà là có phải là gọi là cháu đích tôn không? Dạ cháu đích tôn. Dạ. Vậy đó hả? Nếu mà cháu đích tôn á thêm đứa con trai thì chị nghĩ là em nên suy nghĩ lại rồi nên cho ảnh một đứa con trai đi. Dạ. Mà cái dòng là gì nè, mới đầu là khó khăn ha ha. Dạ. Mà xong rồi có một đứa rồi thì cái chuyện mà tự nhiên có là xác suất gần như là hoàn toàn 100% luôn. Dạ. Bây giờ là mới 6 tháng đúng không? Dạ. Thôi khoảng 5 đi. Dạ. Năm thì bắt đầu là nếu được á thì thêm một đứa nữa luôn. Tại vì biết sao không? Cái lúc này thứ nhất là dễ có bầu. Cái thứ hai nữa là cái kinh nghiệm mà mình kiểu như mình nuôi con nó vẫn còn á. Yeah. Thứ ba là quần áo đồ dụng vật dụng tất tần tật của chị nó là nó sử dụng lại được. Nó lấy cái vía của chị nó luôn. Đúng rồi. Yeah. Nó là dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ. Yeah. Mà con em dễ nuôi lắm. Tại vì sao biết không, mấy đứa mà làm cái thụ tinh đó ống nghiệp nó khỏe lắm em. Mà nó là gọi là nó là tinh túy của ba mẹ đó. Thành ra là cái đứa em nếu mà được tự nhiên á là nó lấy cái vía của con nhỏ chị luôn. Dạ. Rồi nghe. Rồi cảm ơn hai em. Phúc hoài nha. Yeah.